Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên là cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn, quý vị và các bạn một buổi sáng cuối tuần, một buổi sáng chủ nhật ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, và chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng cái sự chú ý của mình tới trận đấu của U18 Việt Nam thi đấu giao hữu ở cái trận giải đấu Seoul Cup U18 Seoul Cup 2023 với đội chủ nhà U18 Hàn Quốc vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay. Ở hai trận đấu trước thì U18 Việt Nam đã có kết quả không tốt khi mà nhận thất bại rất là đậm trước U18 Maroc với tỷ số là 0-5. Sau đó chúng ta thua 2-3 trước U18 Ukraine trong cái thế trận mà chúng ta hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên thì chúng ta lại không bảo vệ được cái thành quả của mình. Rất là đáng tiếc đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên không sao cả, đây là cái giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu là thi đấu cọ sát tích lũy kinh nghiệm là chính thôi. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng được thi đấu với những cái đại diện rất là mạnh của bóng đá của các châu lục, như là Maroc, một đại diện rất mạnh ở châu Phi, còn Ukraine cũng là một đội bóng mạnh ở khu vực châu Âu, và Hàn Quốc đương nhiên rồi là đại diện bóng đá rất mạnh ở khu vực châu Á. Cho nên là một đại diện Đông Nam Á như Việt Nam lại được thi đấu ở U18 Seoul Cup như thế này là điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì ở trận đấu ngày hôm nay khi mà gặp U18 Hàn Quốc thì mình nghĩ rằng cái mục tiêu khả dĩ nhất của U18 Việt Nam có lẽ là cố gắng ghi được bàn thắng vào lưới của đối thủ là tốt rồi. Chứ còn để mà có được chiến thắng hoặc là kiếm được trận hòa trước U18 Hàn Quốc là rất khó, bởi vì đội chủ nhà rất là mạnh và cái thực lực của họ cũng hơn hẳn chúng ta. Những cái gì mà U18 Việt Nam thể hiện ở cái trận đấu với Ukraine có lẽ nó sẽ là một cái bàn đạp rất là tốt để cho các cầu thủ của các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin hơn để mà triển khai cái miếng đánh của mình đối với khi đầu với đội chủ nhà. Vì trên thực tế thì đội chủ nhà họ này vừa cao hơn này, khỏe hơn này, cái nền tảng thể lực rất tốt. Tất nhiên thì cái trình độ của các đội U18 ở cái lứa trẻ thì nó không chênh nhau nhiều như là đội tuyển quốc gia đâu. Cho nên là cái cơ hội để chúng ta ghi bàn là vẫn rất sáng, đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta để mà giành được kết quả thuận lợi một trận hòa hoặc là một chiến thắng nó sẽ rất là khó. Nên là mình chỉ dám kỳ vọng rằng là U18 Việt Nam có thể ghi được bàn thắng vào lưới của U18 Hàn Quốc mà thôi. Và ở trận đấu này thì mình dự đoán là U18 Việt Nam sẽ thua tầm 1-3 trước U18 Hàn Quốc ở cái giải đấu này. Và nói chung là chúng ta không còn cơ hội để mà đua tranh chức vô địch nữa, vì cái giải đấu này họ đá vòng tròn, đội nào nhiều điểm hơn thì đội đó sẽ giành chức vô địch. Và U18 Việt Nam thì hai trận toàn thua rồi, không có cửa nữa rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ là U18 Việt Nam thì cố gắng ghi bàn một lưới U18 Hàn Quốc mà thôi. Thì trận đấu này diễn ra lúc vào 14 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên thì cái việc mà có kênh nào phát sóng hay không thì mình cũng chưa rõ, vì ở trận đấu này khả năng thi đấu với đội chủ nhà Hàn Quốc thì sẽ có sóng, còn hai trận đấu trước thì chúng ta không được theo dõi, nên chúng ta cũng không biết được là các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thi đấu và lắp ghép đội hình như thế nào, nên là chúng ta sẽ cùng đợi thôi ạ. Còn trước đó vào lúc 10:30 theo giờ Việt Nam thì U18 Maroc sẽ đối đầu với U18 Ukraine. Thì đây cũng là một trận đấu của hai cái trường phái bóng đá nó tương đối là khác nhau. Ukraine thì chơi thiên về thể lực, bóng bộc, bóng dài, trong khi đó thì Maroc mặc dù đại diện ở châu Phi nhưng cái phong cách đá của Maroc, bóng đá Maroc rất là kỹ thuật và theo hơi hướng của những đội bóng ở châu Âu theo lối đá kỹ thuật ấy. Đấy, cho nên là họ kết hợp được cả cái sức mạnh và kỹ thuật, nên là họ sẽ đá sẽ rất là tốt. Mình đánh giá ở trận đấu này thì U18 Maroc nếu như chơi đúng khả năng thì họ sẽ có được chiến thắng trước U18 Ukraine mà thôi. Và hôm nay mình sẽ dự đoán là Maroc và Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng trước hai đại diện còn lại là Ukraine và Việt Nam ở cái giải đấu giao hữu này. Sau cái trận đấu giao hữu này thì thầy trò Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ kết thúc cái chuyến du đấu ở đây và sẽ trở về. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu tại Seoul Cup 2023 diễn ra vào ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu này, về kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá, bình luận bóng đá
được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong chương trình live stream vào tối ngày hôm nay để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.